Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video clip quay cận cảnh cái quá trình phá nhà ở bên Nhật được diễn ra như thế nào nhá. Đây thì bước đầu tiên thì họ mới dỡ những cái viên ngói xuống đây mọi người. Thì đây, bên cạnh nhà mình có một cái công ty đây nữa này, sản xuất như ô tô này mọi người. Mọi người xem ngay cả cái lán xe của họ, họ để rất là thẳng hàng ngay ngắn luôn. Thì ở Nhật ấy thì luôn có cái khẩu hiệu Agenda Ichi, an toàn là trên hết. Thì khi mà họ phá dỡ cái nhà hoặc là xây dựng công trình nào đó thì thường có những cái hàng rào chắn inox rất là chắc chắn và được bao bọc với lưới đen bên ngoài. Thì ở bên Nhật đây mọi người, cái nhà của họ cũng tương đối thấp thôi, thì 2 tầng ở Nhật thì bằng 1 tầng ở Việt Nam. Cái nhà như thế này thì mình nghĩ nó cũng không phải là nhà cũ đâu, mà lâu ngày người ta không ở ấy, người có thể người ta chuyển đi lên thành phố ấy. Delicious.
Sorong Mama.